Đây là con Kubota MD17. Vâng, hôm nay chúng tôi quay rất là nhiều con xe cho bà con cùng nhau xem nhé. Đây MD17 có Kubota có 117 mã lực loại 2 cầu. Cabin máy lạnh. Bánh trước là 13.6/21. Vâng, con này là kinh khủng luôn, có 117 mã lực luôn, Kubota, cabin máy lạnh mát rượi luôn. MD117 Kubota. Chúng ta thấy cái bánh sau nó rất hoành tráng luôn. Đây đúng rồi, cho bà con chúng ta cùng xem. Đây 16.938 đó là thông số của cái bánh sau. Máy vẫn đang chạy đây, chúng tôi chạy từ từ cho bà con chúng ta cùng nhau theo dõi nha. Đấy, bà con chúng ta thấy hôm nay tôi rất giới thiệu rất là nhiều con xe cho bà con chúng ta cùng nhau xem. Kênh YouTube Hiếu Đồng Thanh rất vui được gặp lại quý anh chị em bà con các bác gần xa. Đây MD17 Kubota rất xuất sắc, rất đẹp luôn. Máy nổ rất là êm luôn. Đây, con MD117 Kubota cabin máy lạnh. Xin kính chào quý anh chị em bà con cô bác gần xa. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho bà con một cái loại rất là VIP luôn, Kubota M6000DT. Rồi có thể có mái che rất là đẹp luôn. Rồi kênh YouTube Hiếu Đồng Thanh tiếp tục giới thiệu cho bà con, tôi là Đồng Thanh Hiếu, sẽ cho bà con rất là nhiều con máy hấp dẫn luôn. Bà con chúng ta chú ý theo dõi nha. Đây là cái lớp trước của nó đây. Lớp trước của nó có thông số kỹ thuật là 9.524. Đây 9.524. Cái mâm nó màu vàng màu cam như thế này tượng trưng cho Kubota. Đây đến sau chúng tôi luôn luôn là một cái lớp rất là đẹp, rất là mới cho bà con chúng ta sử dụng luôn. 16.930 đảm bảo chúng ta sử dụng một cách an toàn, không có bị hiện tượng gì mà liên quan tới bánh hết. Bánh mới hoàn toàn cho chúng ta sử dụng luôn. Đèn cháy luôn, đẹp luôn luôn bà con. Vâng, và đây là cái phía sau. Tôi quay toàn cảnh cho bà con chúng ta cùng nhau xem. Con này có động cơ, nó có đây bà con xem. Con này nó cũng khá là quen thuộc với chúng ta rồi, cho nên là chúng tôi cũng không nói gì thêm nhiều. Bây giờ chúng tôi trèo lên phía trên cabin nha. Đây, đây là cái đồng hồ của nó đây. Rất là đẹp luôn. Chỉ có hơn 2.000 giờ thôi. Đối với 2.000 giờ cũng rất là ít rồi, chứ không phải nhiều hết. Chúng tôi là để cái đồng hồ nguyên vẹn ở đây cho bà con xem. Đây, bên đây là đây từ phía trước chúng ta có thể nhìn thẳng ra phía sau. Đây chúng ta thấy rất là xuất sắc luôn. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ chạy cho bà con chúng ta cùng nhau xem nhé. Rất đẹp luôn. Đây là toàn cảnh với con Kubota 6000. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ chạy cho bà con xem.
Đấy, con này có tốc độ rất là nhanh luôn. À, con này nó cũng tương đương có 7.000 nhưng mà nó chạy nhanh hơn có 7.000 luôn. Con này có 60 mã lực là hai cầu số cơ bên cơ. Đây bà con chúng ta thấy. Tôi luôn quay một cách rất là chân thật để cho mọi người chúng ta cùng nhau theo dõi. À, bây giờ chúng tôi quay cái ben cho bà con chúng ta cùng xem chúng tôi cũng biết sao đây. À, đây là cái ben nó đang đăng lên hạ xuống. Đấy. Rất là xuất sắc luôn, rất con này rất là nhanh luôn, chạy tốc độ rất là nhanh. Đấy, tôi vừa biểu diễn cho bà con xem con 6.000. Bà con chúng ta thấy. À, video này chúng tôi biểu diễn cho bà con hai con máy luôn. Kubota 6.000. Vâng, kênh YouTube Hiếu Đoàn Thanh rất vui và hẹn gặp lại bà con vào một video gần nhất. À, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu bà con rất nhiều con máy. Vâng, chúng tôi xin lại đây con Kubota M6000. Rồi, chúng tôi vừa tắt máy luôn. Đây, nó có bà con cũng thấy đây là từ phía trước chúng ta nhìn xuống cái cầu của nó, cầu trước của nó. Đây các cái thông số kỹ thuật như là những cái số khung, những cái số cầu, những còn nằm trên cái cầu để chúng ta tiện theo dõi. Xuất sắc luôn, tôi thấy có cái máy che một màu cam, toàn bộ là màu cam, từ mâm cho tới cái màu sơn, màu cơ, tượng trưng cho Kubota 6.000. Rồi, trân trọng cảm ơn quý anh chị em bà con cô bác ở gần xa rất nhiều. Kênh YouTube Hiếu Đoàn Thanh rất vui được gặp lại quý anh chị bà con. Bà con vui lòng đăng ký vào kênh YouTube chúng tôi có nút màu đỏ, bà con đăng ký vào để chúng tôi giới thiệu bà con rất là nhiều các cái thương hiệu đến từ Nhật, Anh, Mỹ như là Kubota, Isuzu, Yanma, Mitsubishi, Shimura, John Deere, Ford, Mercedes-Benz, rất nhiều luôn. Rồi, cảm ơn rất nhiều.